Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 3226, Khuyết Nha Sơn nhìn dáng vẻ đã đoán biết trước của Lý Thất Dạ. Trong nhất thời, Sở Thanh Lăng cảm thấy ảo giác, dường như toàn bộ cuồng đỉnh đạo thống đều nằm trong tay hắn. Ở cuồng đỉnh đạo thống hắn là tồn tại trí cao vô thượng, bên ngoài khách sạn, mọi người nín thở chờ Sở Thanh Lăng ra tay. Mọi người có thể tưởng tượng được, khi Sở Thanh Lăng ra tay thì nhất định sẽ hủy nát thiên địa sợ rằng khách sạn sẽ hóa thành bột mịn rất nhiều người đứng chờ ngoài khách sạn chờ bão táp ập tới mọi người muốn xem sở thanh lăng đánh tên cuồng đồ lý thất dạ tơi bời hoa lá thậm chí trần thư vĩ còn treo hẳn nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt hắn đã kết thù lớn với lý thất dạ coi như hắn không tự tay mần thịt lý thất dạ thế nhưng nhìn lý thất dạ bị sở thanh lăng đánh tơi bời thì cũng cảm thấy sảng khoái còn phần từ trí kiệt hắn cười mà không phải cười người chọc sở thanh lăng luôn không có kết quả tốt thế nhưng hắn thấy tiếc là không thể cậy được thứ gì hữu dụng từ miệng lý thất dạ nếu không hắn có thể nhờ đó đánh tan vương phủ, tiến xa hơn trên con đường tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng khi mọi người chờ đợi ngoài khách sạn thì khách sạn cực kỳ yên tĩnh, bên trong khách sạn không hề có tiếng động, không hề có động tĩnh, cũng không hề có bọ táp như mọi người dự đoán. Sở Thanh Lang cũng không giận dự đánh sập khách sạn hay thậm chí đánh văng cuồng đồ lý thất dạ lên trời hoặc sang rơi đầy đất như mọi người đã tưởng. Nhất thời, mọi người nhìn nhau, không ai biết bên trong khách sạn đang xảy ra chuyện gì. Theo lẽ thường, Sở Thanh lang tuyệt đối có thể quét ngang cuồng đình đạo thống, ít nhất trong thế hệ trẻ là như vậy. Còn Lý Thất Dạ chỉ là một tiểu bối vô danh, mọi người không cho rằng hắn là đối thủ của Giả Thanh Lăng. Thế nhưng khách sạn vẫn yên tĩnh không có động tĩnh, không hề có dấu hiệu tranh đấu, càng khỏi nói lòng trời lở đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng cão kẹt, chỉ thấy cửa chính khách sạn mở ra, mọi người vội vàng nhìn vào trong. Tất cả mọi người nín thở, muốn quan sát tình huống bên trong khách sạn. Lúc này, một người đi khỏi khách sạn, người này là Giả Thanh Lăng, nét mặt của nàng bình thường, khí tức nội yếm, không hề có dấu hiệu tranh đấu, nàng vẫn trong trẻo như sương tuyết, giống như một đóa hàn mai kiêu ngạo giữa trời tuyết, không thể nhìn ra được manh mối nào. Từ nét mặt của Sở Thanh Lăng thì dường như không có chuyện gì xảy ra, dường như nàng chỉ thoáng dừng lại bên trong khách sạn mà thôi. Trong nhất thời, tất cả mọi người bên ngoài khách sạn đều nhìn Sở Thanh Lăng, mọi người không biết bên trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Sở Thanh Lăng ra ngoài thì không nói không rằng, chỉ nhìn tất cả mọi người, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi, không muốn nán lại lâu hơn nữa. Nhìn Sở Thanh Lăng nhẹ nhàng rời khỏi tất cả mọi người bên ngoài khách sạn nhìn nhau, tại sao Sở Thanh Lăng đang tức giận lại hết giận, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, có ba người rời khỏi khách sạn, là Lý Thất Dạ, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh, chỉ thấy nét mặt Lý Thất Dạ thong dong, an nhàn thoải mái, giống như không hề xảy ra chuyện gì. Sau khi ba người bọn họ rời khỏi khách sạn cũng không nán lại mà cưỡi xe ngựa rời khỏi, chạy về phía Khuyết Nha Sơn, nhìn chiếc bóng của xe ngựa xa dần, mọi người bên ngoài khách sạn mới giật mình tỉnh lại, không ít người rít lạnh, thầm giật mình cuối cùng đã xảy ra chuyện gì có trưởng lão môn phái không sao đoán được sở thanh lăng là binh mã đại nguyên soái của cuồng đình đạo thống quyền thế ngập trời sau lưng còn có lão tổ chống đỡ có thể nói không mấy ai ở cuồng đình đạo thống dám đối đầu với nàng hơn nữa thực lực của chính bản thân sở thanh lăng cũng có thể coi như không có đối thủ ít nhất ở cuồng đình đạo thống là như vậy bây giờ sở thanh lăng tức giận nhưng lại không gây khó dễ lý thất dạ mọi người không sao tin nổi ngay cả nhân vật cỡ như từ trí kiệt trần thư vĩ nếu chọc giận sở thanh lăng thì cho dù có giữ được tính mạng thì cũng bị sở thanh lăng đánh rất thảm thế nhưng lý thất giả lại bình yên vô sự hắn chọc sở thanh lăng tức giận nhưng không chỉ không bị thương mà ngay cả sở thanh lăng cũng bớt giận nhẹ nhàng rời đi như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì mọi người rất tò mò mọi người không biết lý thất giả đã dùng thủ đoạn gì để dập tắt lửa giận của sở thanh lăng mọi người không rõ cuối cùng lý thất giả có mị lực như thế nào thấy không có chuyện gì xảy ra không chỉ lý thất giả bình yên trở ra mà ngay cả sở thanh Lang cũng không còn giận Kỳ sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ cùng Ngân Hồ Từ Chí Kiệt không khỏi biến sắc. Trần Thư Vĩ cùng Từ Chí Kiệt đều là một thành viên nằm trong trung tâm quyền lực cuồng đình đạo thống. Bọn họ đều biết rõ nội tình của Sở Thanh Lăng. Có thể nói ở cuồng đình đạo thống rất ít người khiến Sở Thanh Lăng cùng Sở Doanh phải kiêng kỵ. Coi như có thì cũng là cấp bậc lão tổ. Cuồng đình đạo thống không có nhiều lão tổ. Lý Thất Dạ tuyệt đối không nằm trong số đó. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ có thể bình yên trở ra. Sở Thanh Lăng thì không còn tức giận. Như vậy cũng có nghĩa Sở Thanh Lăng không thể làm gì Lý Thất Dạ bất luận lý thất giả dùng thủ đoạn gì nói chung sở thanh lăng không ra tay với lý thất giả cũng nói rõ một chuyện lý thất giả có thứ gì đó hoặc thủ đoạn nào đó khiến sở thanh lăng kiêng kỵ nếu như sở thanh lăng không kiêng kỵ thì e rằng lý thất giả đã bị đánh răng rơi đầy đất khuôn mặt tầm thường của hắn đã bị đánh thành đầu heo trước có hoàng hậu vương hàm nâng đỡ giờ có sở thanh lăng kiêng kỵ cuối cùng đằng sau người này có bí mật gì lúc này hai đối thủ cạnh tranh trần thư vĩ cùng từ trí kiệt nhìn nhau lúc này hai người bọn họ đều có chung một suy nghĩ đó là lôi kéo lý thất dạ về phe mình, dùng lợi ích dụ dỗ cùng được, dùng võ lực cướp đoạt cũng được, nhất định phải kéo lý thất dạ về phe mình. Lý thất dạ nhất định có nội tình rất kinh người. Đồng thời, Trần Thư Vĩ cùng từ trí kiệt cũng dự tính nếu như lý thất dạ không thuộc bất cứ ai trong số bọn họ thì phải hủy diệt hắn. Bất luận dùng thủ đoạn gì cũng phải khiến hắn bốc hơi khỏi thế gian này, bởi vì lý thất dạ không thuộc về bất cứ ai trong số bọn họ là một mối nguy hiểm. Nếu như lý thất dạ không thuộc về bất cứ ai trong số bọn họ thì cũng có nghĩa hắn ủng hộ vương phủ, ủng hộ Vương Hàm. Đã như vậy, Lý Thất Giả sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường trở thành hoàng đế của bọn họ. Nếu thật là như thế thì bọn họ phải tiêu diệt càn trở Lý Thất Giả này càng sớm. Vì vậy, Trần Thư Vĩ cùng từ trí kiệt đều này sinh ý định giết người. Khuyết Nha Sơn không phải là một ngọn núi mà là một dãy núi to lớn, giống như một con cự long nằm nghỉ trên mặt đất. Bên trong dãy núi này, núi non chập trùng, có đỉnh núi chọc thùng vào mây xanh, nhìn từ xa, tuyết trắng mênh mang, giống như một ngọn núi tuyết khổng lồ, cũng có khe núi vô cùng rộng lớn hệt như có thể chứa đựng cả một thế giới, sâu không thấy đáy, chương 3227, đạo cơ, thượng ngày thường rất ít người lui tới khuyết nha sơn, cuồng đỉnh đạo thống từng phong tỏa vùng núi này quá nhiều lần, không ai biết rõ nguyên nhân, thế nhưng có lời đồn rằng khi cuồng tổ sáng tạo cuồng đỉnh đạo thống thì khuyết nha sơn là một dãy núi khổng lồ chìm xuyên vạn thống, có tạo hóa thâm ảo, sau này cuồng tổ sáng tạo cuồng đình đạo thống đã kéo khuyết nha sơn vào cuồng đình đạo thống, trở thành một phần lãnh thổ của cuồng đỉnh đạo thống. Dương Thăng Bình nghe theo chỉ dẫn của Lý Thất Dạ đánh xe chạy vào nơi sâu nhất trong Khuyết Nha Sơn. Khi tới địa điểm, chỉ thấy từ ngọn núi cao chót vót liên miên. Những ngọn núi cao chót vót này dựng song song với nhau. Từ xa nhìn lại, những ngọn núi này giống như một hàm răng thẳng hàng. Hiếm khuyết duy nhất là hàm răng thẳng hàng này lại mất một cái ở chính giữa. Dường như chiếc răng chính giữa hàm răng thẳng hàng này bị rụng mất. Nhìn khung cảnh này, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh nhìn nhau. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này, nhìn thấy những ngọn núi như hàm răng bị rụng mất chiếc răng ở chính giữa này, bọn họ mới biết vì sao nơi này lại được đặt tên là Khuyết Nha Sơn. Cái tên này quá hình tượng, lý thất giả sai dương thăng bình điều khiển xe ngựa chạy tới lỗ hồng đó. Khi xe ngựa dừng trước lỗ hồng thì chỉ thấy phía trước là một cái khe rất lớn, nó vừa như một thâm cốc to lớn, vừa như một hầm mỏ bị ai đó đào sâu thành hình cái phễu, trên rộng dưới hẹp. Nơi này nơi này do con người đào móc hả? Nhìn thung lũng to lớn trước mắt, dương thăng bình thì thào. Tuy thâm cốc trước mắt này không có dấu vết đào móc, thế nhưng nhìn như thế nào cũng thấy giống một mỏ khoáng bị con người đào móc nơi này từng là bảo địa khi cuồng tổ còn chưa sáng tạo cuồng đình đạo thống nơi này đã bị rất nhiều nhân vật vô địch đào móc thế nhưng sau này xa suốt khi cuồng tổ sáng tạo cuồng đình đạo thống đã kéo toàn bộ dãy núi về đây biến nó trở thành một phần trong ngàn vạn dặm lãnh thổ của cuồng đình đạo thống khi dương thang bình cùng chu tư tĩnh giật mình vì hình ảnh này lý thất dạ nói thờ ơ trong đó có bảo tàng không chu tư tĩnh tò mò thâm cốc khổng lồ như vậy có thể tưởng tượng được năm đó bị đào móc sâu giường nào, nàng còn nghi ngờ có khi thâm cốc này không có đáy, khó nói lắm, có lẽ còn đáng giá hơn cả bảo tàng, Lý thất dạ cười nhạt, nói chậm, giống như huyết nhân sâm, cho dù là huyết nhân sâm ngàn vạn năm thì cũng không có giá trị gì khi so sánh với nó. Nghe vậy, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh không khỏi giết lạnh, huyết nhân sâm ngàn vạn năm là bảo vật vô giá, thậm chí cuồng đỉnh đạo thống cũng không có, thế nhưng huyết nhân sâm cỡ đó mà còn không có giá trị, như vậy thứ này cuối cùng là vật gì? Trong khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh giật mình vì cái hố lớn trước mắt, Lý Thất Dạ dẫn bọn họ trèo lên ngọn núi bên trái, sau đó đi men theo chừng núi, cuối cùng dừng lại ở lưỡng núi. Trên lưỡng núi, Lý Thất Dạ tìm thấy một hang núi. Hang núi này có miệng hang hướng về hố lớn, thậm chí còn hướng ngay trung tâm hố lớn. Đứng trước hang núi, Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình quan sát một hồi, phát hiện hang núi này không phải hang núi thiên nhiên mà do có người đục vách núi mà ra. Phía trước hang núi còn có điều khác, nhìn kỹ thì giống một căn nhà đá hơn. Đi vào hang núi, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh phát hiện bên trong còn có mấy căn nhà đá khác, trong những căn nhà đá đó còn có bàn đá ghế đá, thế nhưng đã lâu không có người ở, chính là nơi này. Lý Thất Dạ đánh giá hang núi một hồi, mới nói, không cần Lý Thất Dạ căn dặn, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh lập tức quét dọn trong ngoài hang đá, dọn dẹp sạch sành xanh, trong nháy mắt, hang đá đầy ấp nhân khí, tựa như một căn nhà có thể vào ở. Chúng ta vào đây ở để làm gì? Sau khi quét dọn sạch sẽ, Chu Tư Tĩnh hỏi, chúng ta ở lại đây để tìm kiếm huyết nhân sâm sao huyết nhân sâm lý thất dạ cười cợt nói rằng huyết nhân sâm ngàn vạn năm không xứng để ta lặn lội vạn dặm tới đây hơn nữa cho dù huyết nha sơn thật sự có huyết nhân sâm thì ta cũng không cần đi tìm làm chi nếu như ta muốn thì nó sẽ tự động dâng tới cửa lý thất dạ nói vậy khiến chu tư tĩnh trợn tròn mắt cảm thấy khó tin nói rằng công tử nghe nói linh dược ngàn vạn năm sẽ thông linh có thể phi thiên độ địa có thể đi tới bất cứ chỗ nào nó chịu dâng tới cửa để người ta ăn hay sao nếu như ta muốn ăn đừng nói ngàn vạn năm cho dù ngàn tỷ năm thì nó cũng phải ngoan ngoãn dâng tới cửa để ta ăn lý thất dạ cười nói thế nhưng nếu nó thật sự là huyết ngân sâm ngàn vạn năm nấu nó ăn quá lãng phí chỉ có người ngu mới làm như vậy tại sao chu tư tĩnh không hiểu tò mò như một đứa trẻ hiếu kỳ lý thất dạ mỉm cười nói rằng nếu ngươi có một con gà mái ngươi sẽ nấu nó ăn hay chờ nó đẻ trứng mỗi ngày để ăn huyết nhân sâm cấp bậc này là thứ nuôi thân thể tốt nhất giữ nó ở bên người tốt hơn là ăn nó, nấu nó ăn, chỉ có người tầm nhìn hạn hẹp mới làm, bị lý thất dạ điểm tình, chu tư tĩnh mới hiểu, đương nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy huyết nhân sâm, càng khỏi nói tới huyết nhân sâm ngàn vạn năm, thế nhưng nàng có thể tưởng tượng được nếu giữ một cây huyết nhân sâm ngàn vạn năm ở trên người là một chuyện rất có ích, lý thất dạ đi vào một căn nhà đá, ngồi xuống, căn dặn chu tư tĩnh cùng dương thăng bình, nói chậm, đi ra ngoài, đừng quấy giày ta. Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình vội vàng ra ngoài bọn họ cho rằng lý thất dạ muốn tu luyện vì vậy đứng ở bên ngoài hang núi hộ pháp cho lý thất dạ sau khi chu tư tĩnh cùng dương thăng bình ra ngoài thì lý thất dạ đóng kín không gian hắn ngồi tại chỗ nhập định lúc này mệnh cung của hắn xuất hiện biển ý thức tỏa sáng dần dần từng luồng pháp tác xuất hiện bên trong biển ý thức của hắn đều là pháp tác độc nhất vô nhị dường như trong những năm tháng xa xưa đã có dấu vết của nó khi những luồng pháp tác này xuất hiện chúng nó chui vào lòng đất như linh xà khuất sâu vào trong nham thạch không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe vù, dưới người Lý Thất Dạ xuất hiện phù văn đại trận. Phù văn đại trận này do pháp tắc đan dệt mà ra, dập dờn ánh sáng cổ xưa, vù 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 đại trận càng lúc càng sáng, từng cái phù văn bay lên, đan xen thành một cánh cửa, thế nhưng cánh cửa này không dựng đứng trên đại trận. Đổi cách nói khác, một đạo môn xuất hiện, thế nhưng đạo môn này lại nằm trên đại trận chứ không dựng đứng. Khi đạo môn này mở ra, dường như có một vòng xoáy màu bạc xuất hiện dưới chân lý thất dạ, vòng xoáy này chuyển động không ngừng, dường như có thể nuốt lý thất dạ bất cứ lúc nào lý thất dạ đứng dậy bước vào bên trong vòng xoáy chỉ nghe vù lý thất dạ bị vòng xoáy hút vào bên trong chớp mắt biến mất chương ba nghìn hai trăm hai mươi tám đạo cơ hạ khi lý thất dạ xuất hiện trở lại thì thân thể của hắn dường như đang ở một thế giới khác nơi này phù văn đan sen đại đạo khí tràn ngập quan trọng hơn là nơi này mênh mông như biển lớn đương nhiên thứ gợn sóng trong biển lớn mênh mông này không phải là nước biển mà là phù văn vô tận khi tiếng đùng vang lên sóng lớn ngập trời nhưng nó không phải sóng biển mà là sóng lớn do vô tận phù văn tạo thành, nơi này còn có những phù văn cổ xưa, mỗi một phù văn đều to lớn như từng ngọn núi cao, có cái trôi nổi trên bầu trời, có cái nằm im dưới mặt đất, trên thực tế nơi này cũng không có mặt đất, mặt đất chính là đạo cơ rộng lớn vô ngần, đạo cơ dày nặng tựa như chín tầng trời, có thể gánh chịu mọi thứ, đạo cơ nhấp nhô không bằng phẳng, giống như núi non mọc trên mặt đất, nơi đây trở nên giống như một thế giới ốc thổ vô ngần, bên trên vô vàn ốc thổ, đạo cơ chập trùng hóa thành từng ngọn núi sông ngòi chặt chịt, dường như muốn hình thành một thế giới. Đứng trong thế giới này, Lý thất dạ cảm khái, thì thào rằng, lão đầu từng điên cuồng, từng làm rất nhiều chuyện điên cuồng trong cuộc đời, thế nhưng vẫn rất yêu quý thế giới này, rất yêu quý thế giới của chính mình, muốn phá rồi lại lập. Chỉ tiếc, điều này quá điên cuồng nên không thể thành công. Thế giới trước mắt chính là đạo cơ của cuồng đình đạo thống, cùng tổ khai sáng đạo nguyên, đắp vô thượng đạo cơ, cuối cùng luyện hóa thành danh giới vô biên của cuồng đình đạo thống. Đương nhiên người ngoài không thể nào đi vào đạo cơ của cuồng đình đạo thống, ngay cả chân đế cũng không thể công kích đạo cơ để đi sâu vào trong đạo cơ. Thế nhưng lý thất dạ lại khác, hắn có được mọi ký ức của cuồng tổ, nắm giữ pháp tác của cuồng tổ, giúp lý thất dạ có được chìa khóa đi vào đạo cơ của cuồng đình đạo thống. Lúc này, ánh mắt của lý thất dạ khóa chặt một hướng, nơi đó đạo văn đan sen, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nơi đó có hình chiếu của khuyết nha sơn, không còn nghi ngờ, từ nơi này có thể nối liền tới khuyết nha sơn. Trên thực tế, Tuy Lý Thất Dạ có thể khống chế toàn bộ đạo cơ của cuồng đình đạo thống, có thể khống chế đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, thế nhưng, có một vài chuyện, khống chế đạo cơ của cuồng đình đạo thống cũng không có tác dụng, bởi vì bên trong Khuyết Nha Sơn có một thứ hết sức giả hoạt, truyền thuyết về Khuyết Nha Sơn không hề sai, bên trong Khuyết Nha Sơn thật sự có một món đồ, có người nói nó là một cây vô thượng tiên dược, cũng có người nói nó là một món bảo vật có linh hồn, cũng có người nói nó là một con ấu thú thần cấp đang trưởng thành, chính vì vậy, khi Khuyết Nha Sơn còn chưa phải là lãnh thổ của cuồng đình đạo thống, đã có rất nhiều người tới đây tìm kiếm, tới đây tham dò, thế nhưng đều không thể thành công, cuối cùng mọi người đành phải từ bỏ. Sau này cuồng tổ biết bên trong Khuyết Nha Sơn thật sự có một món đồ, hơn nữa còn ở ngay lòng núi Khuyết Nha Sơn, vì vậy mới kéo toàn bộ dãy núi Khuyết Nha Sơn, biến nó trở thành một phần của cuồng đình đạo thống. Sau đó cuồng tổ từng truy lùng vật này thế nhưng chưa thể thành công, sau đó nữa, hắn muốn rời khỏi tam tiên giới nên không quan tâm việc này nữa mà trừ lại cho người có duyên thú vị ta muốn xem xem người bỏ chạy bằng cách nào lý thất dạ cười cợt có kinh nghiệm thất bại của cuồng tổ lý thất dạ coi như hiểu biết thứ này lúc này lý thất dạ lấy ra một thứ là một hồ lô màu vàng rực rỡ hồ lô vàng lấp lánh như được chế tạo từ vàng khi hồ lô này được lấy ra bất ngờ có tiếng sấm vang lên dường như bên trong hồ lô chứa đường thiên lôi vậy hồ lô này có lai lịch rất lớn năm đó khi còn ở thạch dược giới ở cửu giới lý thất dạ tiêu diệt để thiên cốc lấy được một nhanh dương đằng hồ lô này là hồ lô mọc ra từ dương đằng, hồ lô này đã mọc lâu lắm rồi, thế nhưng mãi vẫn chưa chín, sau này lý thất giả mất rất nhiều tâm huyết, lại chờ đợi rất lâu, cuối cùng hồ lô cũng đã tới lúc chín muồi, khi hồ lô này chín, vì lý thất giả hái xuống rồi đặt tên là nhất dương hồ, hồ lô này cũng có rất nhiều thần thông huyền diệu, bằng không lý thất giả cũng không phí nhiều tâm huyết đến như vậy, lý thất giả mở nhất dương hồ, đổ ra chất lòng, chất lòng được đổ ra có màu hoàng kim, dường như là dung dịch vàng có được sau khi đung chảy hoàng kim, hết sức xinh đẹp hết sức lôi cuốn xì xèo chất lòng hoàng kim được đổ ra chảy lên trên đạo cơ của khuyết nha sơn chỉ thấy chất lòng hoàng kim chảy dọc theo đạo văn như có linh tính chất lòng hoàng kim càng ngày càng nhiều đạo văn trên đạo cơ của khuyết nha sơn đều bị chất lòng hoàng kim thẩm thấu thời gian trôi qua chất lòng hoàng kim thẩm thấu vào bên trong đạo văn sau đó từ từ cô đặc thành một sợi chỉ vàng từng sợi chỉ vàng dường như hòa hợp làm một phần với đạo văn lâu sau chỉ nghe xì xèo những sợi chỉ vàng hòa hợp với đạo văn chìm vào đạo cơ biến mất biệt dường như chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Sau khi tốn công tốn sức bày thiên la địa võng, Lý thất dạ cất nhất dương hồ, cười nhạt, nói chậm, ta muốn xem xem người có thể đi xuyên bao nhiêu không gian. Chỉ cần ngươi còn ở khuyết nha sơn thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Khi Lý thất dạ đi vào bên trong đạo cơ của cuồng đình đạo thống bảy thiên la địa võng thì khuyết nha sơn rất náo nhiệt, bởi vì huyết nhân sâm lại xuất hiện. Hôm đó, bên trong một ngọn núi trong dãy núi khuyết nha sơn, bùng một tiếng, mây tía hội tụ, hoa nở hoa tàn, trái cây chín nhanh, dị tượng này thu hút rất nhiều ánh mắt của tu sĩ cường giả, tất cả mọi người vội vàng nhìn sang. Bấy giờ, bên trong sương mù bất ngờ xuất hiện một cái bóng, cái bóng này đang rùa mây tạo xương thoạt nhìn có vẻ danh mãnh, huyết nhân sâm. Người cách ngọn núi đó gần nhất nhìn thấy cái bóng này, không khỏi quát lớn, chạy về phía ngọn núi đó. Vù ngay khi có người chạy về phía huyết nhân sâm xuất hiện thì cái huyết nhân sâm này nhảy ngay vào trong núi, chớp mắt biến mất trong khe núi, đuổi theo, trường lão môn phái con cháu thế gia phát hiện được huyết nhân sâm làm sao chịu từ bỏ huyết nhân sâm quý giá, lập tức đuổi theo phương hướng huyết nhân sâm biến mất. Tin tức huyết nhân sâm tái hiện trước mắt lan khắp toàn bộ khuyết nha sơn. Từ sau khi huyết nhân sâm xuất hiện, đã có rất nhiều người đi vào khuyết nha sơn tìm kiếm tung tích của huyết nhân sâm. Thế nhưng sau lần xuất hiện trước đó thì huyết nhân sâm không còn xuất hiện nữa. Vì vậy rất nhiều người đã lật tung cả dãy núi nhưng cũng không thể tìm được huyết nhân sâm. Ngay khi rất nhiều người muốn từ bỏ thì huyết nhân sâm lại xuất hiện, cây náo động không hề nhỏ rất nhiều môn phái trưởng lão con cháu thế gia dừng bên ngoài quyết nha sơn quan sát cũng không kiềm chế nổi đi theo dòng người vào quyết nha sơn dồn dập đuổi theo phương hướng huyết nhân sâm biến mất trốn đi đâu chương ba nghìn cổ từ trên thực tế khi huyết nhân sâm vừa bỏ chạy một tiếng quát vang lên người nhảy vào quyết nha sơn trước nhất chính là sở thanh lăng nàng xông lên trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng huyết nhân sâm biến mất so với những người khác thì sở thanh lăng cần huyết nhân sâm hơn ai hết bởi vì nàng cần huyết nhân sâm nuôi cơ thể nếu không tương lai nàng có thể đi bao xa còn là một ẩn số sở thanh lăng xông vào trong khuyết nha sơn khiến những người khác càng khó nhìn đều dồn dập nhảy vào khuyết nha sơn sau đó không lâu ngay cả ngân hồ từ trí kiệt cùng kinh sư thiếu bảo trần thư vĩ cũng dẫn đại đội nhân mã giết vào khuyết nha sơn trên thực tế nhân vật phía sau ngân hồ từ trí kiệt cùng kinh sư thiếu bảo trần thư vĩ không phải tới đây vì huyết nhân sâm lão tổ của bọn họ tới đây là vì tổ khí bằng không thì bọn họ cũng không dẫn theo đại đội binh mã thế nhưng vẫn chưa có tin tức của tổ khí lão tổ của bọn họ cũng không biết rõ tổ khí bị giấu ở nơi nào, vì vậy vẫn luôn án binh bất động. Bây giờ huyết nhân sâm tái hiện, từ chí kiệt cùng Trần Thư Vĩ không muốn bỏ qua thời cơ này. Dù sao huyết nhân sâm cũng là linh dược cực kỳ quý giá. Nếu như bọn họ đoạt được huyết nhân sâm thì công lực của bọn họ sẽ tăng mạnh, bọn họ sẽ như hồ mọc thêm cánh. Cho nên, dù không đoạt được tổ khí thì đoạt được huyết nhân sâm cũng là một lựa chọn tốt. Khi rất nhiều người kích động đi vào khuyết nha sơn thì cũng có một ít người án binh bất động, một ít lão tổ trốn sau hậu trường, duy trì thái độ quan sát, cuồng đình đạo thống không chỉ có bốn thế lực lớn thượng bộ, vương phủ, thánh viện, sở doanh không thôi. Trên thực tế, bên ngoài vương triều còn có rất nhiều môn phái truyền thừa, có một ít môn phái truyền thừa có thực lực rất mạnh, lão tổ của bọn họ cũng từng là nhân vật có tiếng tăm ở cuồng đình đạo thống. Vì vậy, còn có các lão tổ không thuộc bốn thế lực lớn ôm thái độ quan sát, cho dù sau khi nhìn thấy huyết nhân xâm tái hiện thì những lão tổ này cũng không hề tỏ vẻ. Cuồng đình đạo thống sắp sửa biến thiên rồi có lão tổ núp trong bóng tối quan sát nhìn thấy huyết nhân sâm xuất hiện thì nói chậm, khuyết nha sơn có một cây huyết nhân sâm, lời đồn này không phải ngày một ngày hai, thế nhưng xưa nay nó chưa từng xuất hiện, tới không thấy hình, đi không thấy bóng, thế nhưng những ngày qua lại liên tục xuất hiện, e rằng khuyết nha sơn có biến, đồng thời cũng là thời điểm cuồng đỉnh đạo thống biến thiên, huyết nhân sâm liên tục xuất hiện, sợ rằng không phải nó cố ý hiện thân mà do có tả vật kinh động nó, lẽ nào tai họa khuyết nha sơn năm xưa chưa bị chôn vùi, một lão tổ khác lo âu tuy tông môn của bọn họ không ở bên trong vương triều, không tham gia tranh giành quyền lực của cuồng đình đạo thống, thế nhưng bọn họ vẫn là thành viên của cuồng đình đạo thống. Nếu như có chuyện không ổn phát sinh thì bọn họ cũng không thoát được. Tai họa năm xưa, nhắc tới tai họa năm xưa của cuồng đình đạo thống, ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng thay đổi sắc mặt. Huyết nhân sâm vừa trốn vào khe núi thì biến mất ngay tức thì, mạnh như sở thanh lăng cũng không phát hiện được tam tích của nó. Bản lĩnh phi thiên độn địa của nó quá cao, mạnh như chân thánh cũng không thể tóm được hành tung của nó. Lúc này, chỉ thấy bên trên một ngọn núi cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đứng đó áo trắng tung bay hắn cầm một tấm gương sáng chỉ nghe vù gương sáng bắn ra một cột sáng chiếu thẳng vào khe núi như thể gương sáng trong tay hắn có thể chiếu tận lòng đất vậy là hàn trưởng lão người của cổ từ cũng tới nhìn thấy người đàn ông trung niên áo trắng tung bay này có người nhận ra lai lịch của hắn giật mình nói rằng hàn phong cũng tới lẽ nào cổ từ không màng thế sự cũng tham gia tranh giành quyền lực hay sao nhìn thấy người đàn ông trung niên này ngay cả lão tổ của thượng bộ cũng giật mình, tuy rằng rất nhiều người chưa từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, thế nhưng vừa nghe cách gọi cổ từ trưởng lão thì dồn dập giật mình, cổ từ là từ miếu bái tế tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống, đồng thời nó cũng là một môn phái truyền thừa của Cuồng Đình Đạo Thống, thật lâu trước đây, có một nhóm người thủ hộ cổ từ của Cuồng Đình Đạo Thống, sau này nó phát triển thành một môn phái truyền thừa, được rất nhiều người gọi là Cổ Từ Tông, sau này cổ từ từng xuất hiện một nhân vật cực kỳ bất phàm, đó chính là Cuồng Cổ Chân Đế, đồn rằng thiên phú của cuồng cổ chân đế cực kỳ nghịch thiên, đã từng có một quãng thời gian đưa cuồng đỉnh đạo thống trở về đỉnh cao, giúp cuồng đỉnh đạo thống từng có khoảng thời gian phục hưng ngắn ngủi. Hơn nữa còn có lời đồn kể rằng ở thời đại của cuồng cổ chân đế, tam tiên giới không chỉ có mỗi một cuồng cổ chân đế là chân đế, thế nhưng hắn có thể đàn áp những chân đế cùng thời đại khác. Cũng chính vì vậy, cuồng đỉnh đạo thống mới có tháng ngày phục hưng. Cũng chính vì vậy, khi hậu thế bình luận cuồng cổ chân đế thì cho rằng cuồng cổ chân đế là người mạnh nhất sau cuồng tổ. Trong những năm tháng dài dẫn ngày trước, cuồng đình đạo thống từng sinh ra mấy vị chân đế như sửa cuồng chân đế như cuồng huyết chân đế thế nhưng chỉ có cuồng cổ chân đế được hậu nhân cho rằng là người mạnh nhất sau cuồng tổ cho dù sau cùng cuồng cổ chân đế không thể trở thành thủy tổ thì hắn cũng rất khủng bố ở thời đại của cuồng cổ chân đế cổ tử vô cùng mạnh mẽ thậm chí được xem là đỉnh cao quyền lực ở cuồng đình đạo thống thế nhưng sau thời đại của cuồng cổ chân đế cổ tử lại từ bỏ vinh quang đệ tử cổ tử tông đang như mặt trời ban chưa lui về cổ từ cam nguyện sống tháng ngày yên lặng trong cổ từ trở thành một tông môn hoang dã xa cách vương triều cuồng đỉnh đạo thống. Từng đời trôi qua, cổ tử tông không bao giờ nhúng tay vào bất kỳ vương triều gì, chưa bao giờ cuốn vào quyền thế trong cuồng đỉnh đạo thống. Thế nhưng hết vương triều này tới vương triều khác, cổ tử tông vẫn sừng sững không ngã. Cổ tử tông luôn là môn phái cường đại nhất trong cuồng đỉnh đạo thống. Trong cuồng đỉnh đạo thống, rất nhiều vương triều đổi rời, rất nhiều môn phái thế gia cầm quyền đã từng hưng thịnh dần trở nên xa sút Thế nhưng trong quá trình thay triều đổi đại ấy, đệ tử cổ tử tông vẫn đời đời trông coi cổ tử. Đời đời chủ trì đại điển bái tế, chưa từng ngã xuống. Thế nhưng trưởng lão của cổ tử tông luôn dấn thân ngoài hoang dại lại xuất hiện ở khuyết nha sơn, hù không ít người hết hồn, nhất là những thế lực có lòng tranh cướp ngôi vị hoàng đế như thượng bộ, thánh viện, lão tổ của bọn họ sợ hãi, dù sao không ai dám coi thường cổ tử tông. Nếu như bọn họ gia nhập vào cuộc chiến tranh giành quyền thế thì chưa biết hưu sẽ chết vào tay ai. Trường 3230, gió nổi, thượng lúc này, cổ tử tông Hàn Phong cầm gương sáng trong tay, chiếu sáng sơn động tìm tòi nơi này, qua hồi lâu, chỉ nghe vù, bị cột sáng của gương sáng chiếu rọi, có một góc xuất hiện một luồng xương máu. Khi luồng xương máu này xuất hiện thì lập tức bỏ chạy về phía bắc, sở tướng quân, hướng bắc, hàn phong quát lớn, chỉ đường cho sở thanh lăng, trốn đi đâu, sở thanh lăng quát lên, đuổi theo phương hướng xương máu bỏ chạy, không còn nghi ngờ, gương sáng của hàn phong có thể tìm kiếm dấu vết của huyết nhân sâm, khiến huyết nhân sâm không chỗ náu mình. Nhìn thấy sở thanh lăng đuổi theo hướng bắc, không ít người cũng đuổi theo đằng sau sở thanh lăng. Tuy bọn họ chưa chắc đoạt được huyết nhân sâm thế nhưng lỡ như huyết nhân sâm dụng một, hai nhánh dễ thì bọn họ cũng có thể mò được một chút lợi ích. Huống chi, tới lúc đó có thể trợ giúp sở thanh lăng một chút sức lực, chẳng phải cũng là một công lao lớn. Huyết nhân sâm bỏ chạy về phía bắc, bản lĩnh chạy trốn của nó rất mạnh, thế nhưng hàn phong đứng chỗ cao, cầm gương sáng truy tìm. Vì vậy bất luận huyết nhân sâm bỏ chạy như thế nào cũng đều bị phát hiện hành tung. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Phong, sở thanh lăng điên cuồng đuổi theo huyết nhân sâm, những người khác bám theo sau ai cũng muốn chia nửa chén canh nhìn thấy hàn phong giúp sở thanh lăng truy tìm huyết nhân sâm khiến một ít lão tổ của thượng bộ thánh viện lén thở phào nhẹ nhõm xem ra cổ từ tông không tới đây vì tổ khí mà là được sở thanh lăng mời tới đuổi bắt huyết nhân sâm vì tấm gương của hàn phong chiếu sáng huyết nhân sâm không nơi nóu mình suốt chặn đường chạy về hướng bắc luôn bị phát hiện hành tung căn bản không thể ẩn nó không ổn nó bỏ chạy tới hố lớn nhìn thấy huyết nhân sâm chạy về hướng bắc có cường giả thế hệ trước giật mình nói chẳng lẽ nó muốn trốn vào hố lớn nếu như nó trốn vào hố lớn thì phiền phức rồi. Đi, chúng ta đi đường tắt, bao vây khuyết nha sơn, nhìn thấy huyết nhân sâm chạy về hướng bắc, chạy về hố lớn, ngân hồ từ trí kiệt cùng kinh sư thiếu bảo trần thư vĩ không đuổi theo phía sau huyết nhân sâm nữa và mang theo binh mã đi lối tắt. Trong giây lát, rất nhiều đại đội binh mã xuất hiện bên ngoài khuyết nha sơn thậm chí đám người từ trí kiệt còn chặn hẳn lối vào như hình răng khuyết chờ đợi huyết nhân sâm chạy trốn tới nơi này đến rồi từ xa mọi người đã có thể nhìn thấy hàn phong cầm gương chiếu tới nơi này thỉnh thoảng có sương máu xuất hiện, không còn nghi ngờ, huyết nhân sâm đang chạy về phía hố lớn, còn sở thanh lăng thì theo sát đằng sau huyết nhân sâm không chịu từ bỏ, nhất định phải bắt được huyết nhân sâm. Các đội nhân mã bảy thiên la địa võng ở bên ngoài huyết nha sơn nhìn thấy huyết nhân sâm chạy trốn về hướng này, ai nấy đều căng thẳng, bọn họ thắt chặt tinh thần, chuẩn bị bắt giữ huyết nhân sâm. Mắt thấy huyết nhân sâm chạy tới phía trước các đội nhân mã, bỗng vù một cái sợi xương máu lúc ẩn lúc hiện đột nhiên biến mất không còn tung tích hàn phong cũng không khỏi kinh ngạc cầm gương sáng quét qua quét lại thế nhưng dù hắn chiếu khắp khe núi này thì cũng không thể phát hiện hình bóng của huyết nhân sâm trong này có huyền cơ có thứ mạnh hơn che đậy tấm gương của ta thứ này rất mạnh mẽ không phát hiện huyết nhân sâm hàn phong giật mình nói ngay với sở thanh lăng tấm gương này của ta là bảo vật của cuồng cổ chân đế để lại thế gian này không có nhiều thứ có thể che đậy nó người nói vô tâm người nghe có ý hàn phong chỉ thuận miệng nhắc nhở sở thanh lăng thế nhưng câu nói này rơi vào tai một số lão tổ thì như sấm rền chẳng hạn như lão tổ thánh viện lão tổ thượng bộ cuồng cổ chân đế là ai hắn được hậu nhân ca tụng là người mạnh nhất cuồng đình đạo thống sau cuồng tổ bảo vật hắn để lại bị che đậy như vậy chỉ có một lý do đó là có người còn mạnh hơn cuồng cổ chân đế trong lịch sử cuồng đình đạo thống chỉ có một người mạnh hơn cuồng cổ chân đế cuồng tổ tổ khí vì vậy vừa nghe hàn phong nói như vậy những lão tổ thánh viện thượng bộ đều nghĩ ngay tới một thứ đó chính là tổ khí mà cuồng đình đạo thống làm mất đây cũng là lý do thực sự mà đại đội binh mã cắm trại ở nơi này. Cắm trại, khi từ chí kịp cùng Trần Thư Vĩ còn chưa kịp phản ứng, lão tổ của bọn họ lập tức truyền lệnh, ra lệnh toàn bộ binh mã cắm trại ở nơi này, chiếm lấy địa thế có lợi nhất. Một khi tìm được tổ khí, bọn họ sẽ vượt lên cấp đoàn đầu tiên. So với thượng bộ cùng thánh viện, sở thanh lăng không có hứng thú với tổ khí, nàng cần huyết nhân sâm hơn hết thảy, cho nên nàng tiếp tục tìm kiếm hành tung của huyết nhân sâm. Huyết nhân sâm nhất định trốn xung quanh đây, chúng ta cũng cắm trại ở đây, tìm kiếm một phen nhìn thấy binh mã của thượng bộ, thánh viện đều cắm trại ở nơi này, những đội binh mã khác cũng vội vàng cắm trại theo, chỉ là những đội binh mã khác đều đang tìm kiếm hành tung của huyết nhân sâm, còn thượng bộ, thánh viện thì án binh bất động, bọn họ đang chờ đợi tổ khí, mục đích thật sự của bọn họ là tổ khí, huyết nhân sâm chỉ nhân tiện mà thôi. Đúng ngay khi các đội nhân mã cắm trại ngoài khuyết nha sơn thì đột có một đội người cưỡi ngựa sông tới một đoạn núi ở khuyết nha sơn, đánh tan cửa núi, một hang đá xuất hiện, bành gia trang, trang chủ bành gia nhìn đội nhân mã chiếm lĩnh ngọn núi đó, rất nhiều người nhận ra đội nhân mã này. Dương Thăng Bình vốn đang canh giữ ngoài hang đá hộ Pháp cho Lý Thất Dạ nhìn thấy nhiều đội nhân mã bao vây quét nha sơn như vậy. Hắn sợ có chuyện nên lén lút sử dụng thủ đoạn che giấu sơn động. Dương Thăng Bình cho rằng Lý Thất Dạ đang tu luyện. Hắn sợ bị người khác phát hiện, lỡ như có người xông vào làm Lý Thất Dạ tổ hòa nhập ma thì sao? Thế nhưng thủ đoạn của Dương Thăng Bình không thể lừa gạt mọi người, nhất là người có tâm lần theo hành tung của Lý Thất Dạ. Không còn nghi ngờ, bành gia trang có tâm lần theo hành tung của Lý Thất Dạ thiểu trang chủ của bọn họ chết trong tay lý thất dạ, bành gia trang thể không bỏ qua nhất là lão trang chủ bành gia trang càng thể thốt muốn lóc ra lóc thịt lý thất giả dạ. muốn cắt đầu lý thất dạ bái tế con trai của hắn cũng khó trách lão trang chủ bành gia trang lại hận lý thất giả dạ thấu xương như vậy hắn chỉ có mỗi một đứa con trai như vậy còn là tuổi già mới có con hắn cực kỳ cương chiều bành uy cầm thế nhưng lại chết trong tay một tiểu bối vô danh hắn há chịu để yên hắn nhất định lóc ra lóc thịt lý thất dạ, bành gia trang đánh nát cửa núi của dương thăng bình hang đá chớp mắt bại lộ trong nháy mắt đệ tử của Bành gia trang bao vây hang đá chặt chẽ tới mức một giọt nước cũng không thể lọt qua ngay cả con muỗi cũng không chạy trốn được nhìn thấy đệ tử bành gia trang vây nhốt hang đá dương thăng bình cùng chu tư tĩnh không khỏi biến sắc tim đập thình thịch dương thăng bình lập tức đưa tay đè trường kiếm nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo